kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại giờ Duy đang đi trên đường Tây Lân, khu vực này giáp với lại quốc lộ 1A nè. Đây là cầu vượt quốc lộ 2 quý vị. Khu vực này thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân các bạn. Đi có cái hành trình đi về hướng Tân Kỳ, Tân Quý. Bây giờ mình về cái hướng Tân Kỳ, Tân Quý thì theo Google Maps là chỉ mình đi đường quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A hay còn gọi là xa lộ Đại Hàng quý vị. Khu vực này phường Bình Thị Đông A quận Bình Tân ha. Mà khi đi cái điểm mà Duy đến đó là phường Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân quý vị. Hiện tại bây giờ là 5:30 chiều, bầu trời tối sầm lên các bạn ơi, sắp sửa mưa. Sài Gòn hiện tại bây giờ là vô mùa mưa, mà Việt Nam mình giờ đã cũng quải hồn á. Sau hồi trước là còn nắng nắng, chứ giờ biết rồi, giờ không có mùa nắng luôn. Mưa trước này Sài Gòn còn có mấy tháng được nắng, bữa nay là mưa luôn nè. Vừa qua Tết là mưa la rai. Đó, Duy đang đi lên đường quốc lộ 1A. Đây là còn gọi là xa lộ Đại Hàng. Đường số 21 Duy đang đi, đây là thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân các bạn. Đây là đường bê tông, nói chung là đúng là cái hẻm hơi lớn. Wow.
vừa ra đây là đường Mã Lò nha các bạn. Bây giờ ra tới ngã ba Tân Kỳ Tân Quý, ngã ba Tân Kỳ Tân Quý giáp với là đường Mã Lò vậy. Đây thuộc về phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Địa chỉ mình đến là 925 Tân Kỳ Tân Quý. 993. Mình gọi cho khách thôi các bạn ơi. Anh chạy tới hẻm 925 Tân Kỳ Tân Quý nè em. Vậy hả? Vậy anh chạy quậy vô hả? À để anh ngoài đầu đường. Rồi anh vô nè. Anh ngoài đường Tân Kỳ Tân Quý giờ anh vô nè. Rồi quán cà phê mình tên gì á? Coffee Club. Rồi ok. Rồi. Chú anh hỏi thăm cái ở đây có quán cà phê Coffee Club 925 thế nào ạ? Dạ. Coffee Club có 925 Tân Kỳ Tân Quý. Tân Kỳ Quý nằm kia. Dạ hả? Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Rồi vậy là mình hiểu lầm rồi. Mình phải ra. Đó,
ơi, xin cảm ơn quý vị Duy đã đến nơi rồi. Xin hẹn quý vị lúc sau nha. Xin chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Chia bye quý vị.